là tôi ở đây từ xưa giờ hai mấy năm, tôi đã biết người nào khổ, người nào khổ. Đa số người bán cái số rất là nhiều, bán cái số là một hai chạy xe ôm, mà mình phát những người đó là ưu tiên, tại bán cái số cực khổ, kiếm từ đầu được cả là lớn, người lớn tuổi là tặc quyền hoặc là học sinh và sinh viên, mình phải giúp cho người ta lên. À, có vậy. Tự tấm lòng của anh Minh đem lên phiếu cho gia đình, cho cô một phần quà là lớn biết bao la. Cô quý anh Minh, trong là lâu lâu anh có ai giúp đỡ cho ảnh, ảnh cho phiếu cho những người hộ nghèo như cô, vậy cô mừng lắm. Là không nhà không cửa, hoàn toàn là không có người thân, mà ảnh vì cộng đồng, vì xã hội, ảnh sẵn sàng san sẻ những hoàn cảnh đó. Dạ. Như Mạnh Thường Quân, tất cả đều đóng góp cho ảnh, mà ảnh không có nghĩ gì lo cho bản thân ảnh đâu, ảnh vì cho mọi người thôi. Cảm ơn. Đây là lời chia sẻ của anh Mỹ, đội trưởng của SOS Dị An Bình Dương. Bác này là người nhà của chị vậy? Dạ, con em anh. À, con này. Dạ. Còn bác bị gì vậy? Dạ, bị một ngục quỷ. Dạ. Bị đứng được không? Bị giật cái chân không anh. Dạ. Chị nhà ở đâu vậy? Cũng sát bên nhà cô này. Hồi nãy cô nói là dạ. Là ở gần đây không? Dạ, cũng gần. Dạ. Đâu mà sao chúng mình là biết cha chị vậy? Dạ, cô này trên xung phiếu anh. Dạ. Mới biết anh. Dạ chị, bác có đi học được không? Dạ có anh, nó học lớp 4, học trường Nguyễn Minh Khiêm. À, bị bác bị lâu chưa cô? Lâu rồi, nó hồi nhỏ lớn giờ. Nay nó mười mấy tuổi rồi đó, 11, 12 tuổi rồi. Mà học có lớp 4 mà. Ừ, nó yếu lắm, nó kiểu như nó cô rước xuống rồi đó. Nó đi phải dắt nó chứ không là nó té, tụi nó xô hoài. Té riết hà nè, cẳng chân đó nè. Dạ. Cẳng chân đồ hẹo không hả, đi là té à, đi té đó nãy chứ Mỹ nó nắm lại là nó té hà. Nó đang đi vậy thì để nó đi chứ mà hả dịnh nó mà lại là nó kìm không được là nó té. Nó yếu rồi, yếu hai tay hai chân. Dạ con, hàng ngày là bé có uống thuốc không con? Ừ, không, không có uống thuốc gì ha. Dạ. Bây giờ nói chung là bác sĩ đâu có đi Nhi Đồng đồ nãy kia rồi. Rồi bác sĩ nói là giờ về chỉ tập luyện thôi chứ nó không có mổ được cái chân sắp được. Bởi vì có đi là đập lý trị liệu nhưng mà mỗi ngày đâu có thời gian đâu đi. Mẹ nó thì làm đó, rồi cô ở sớm rồi dắt đi giùm. Đi thời gian đi rồi cái lo bán với số chứ bụng mẹ. Cô bán đi xuống mà. Dạ. Mới đêm trả, mới đi xuống đây thôi, thà là trả để nhận gạo đi. Dạ. Mình có ăn hơn rồi mai mình bán tiếp. Chứ giờ mà mình để ôm xuống đây rồi bán không hết rồi chết luôn. 40 tờ lượt. Đó, thành ra cô trả với số thôi chứ không có để giữ. Đó, đi xuống với đi lãnh, kêu mẹ nó chở đi xuống với lãnh gạo luôn. Trời ơi, nghe lần đầu tiên đi xuống dưới này là lãnh gạo mừng còn hơn là gì. Dạ. Cô thì hộ nghèo, hiện giờ tài trợ anh Minh tài trợ giúp đỡ cho người hộ nghèo có phần gạo vậy mừng lắm. Dạ. Mừng còn hơn là cái gì nữa. Dạ. Cho gạo còn mừng hơn là cho vàng. Vàng nó không có tình nghĩa bằng cái gạo. Còn thà là gạo ấm áp tình thương đem lại cho gia đình cô được một phần gạo là mừng còn hơn là cái gì. Tự tấm lòng của anh Minh đem lên phiếu cho gia đình, cho cô một phần quà là lớn biết bao la. Cô quý anh Minh, trong là lâu lâu anh có ai giúp đỡ cho ảnh, ảnh cho phiếu cho những người hộ nghèo như cô, vậy cô mừng lắm. Tình thương là như anh Minh vậy mới gọi là tình thương đó. Tình thương bao la. Cô chỉ mong là ở vùng sâu vùng xa nghe giúp đỡ cho anh Minh làm từ thiện như vậy là đang cho bà con quý
quý mến nhiều. Mong muốn là vùng sâu vùng xa đang giúp đỡ cho anh Minh, đặng cho anh làm từ thiện nhiều tốt nào tốt nào. Dạ, cô cho con hỏi là cô là quê gốc ở đâu ạ? Ở đây luôn, phường Đông Hòa luôn. À, cô cho con xin số cái địa chỉ nhà cô. 55/7 ấp Tây B. Dạ. Ấp Tây B. Dạ, cô có xài điện thoại không? Có. Cô có nhớ số không? Nhớ. Rồi cô đọc số giúp con đi. 0393639749. Dạ, rồi 0393639749. Dạ, dạ. Cô tên là Phạm Thị Sáu. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. À. À, để con chia sẻ video rồi có gì rồi à, có gì á tài trợ cho chú Minh rồi cái cho anh Minh đã ảnh tài trợ cho cô đã như vậy là cô mừng lắm. Dạ. Đó, thiệt. Dạ. Nhiều người thì lại cũng như là người ta bố thí thôi. Còn cái này là tấm lòng bao la, bao nhiêu người lại là chúc mừng anh Minh mạnh giỏi đặng tài trợ cho những người khác nữa. Dạ, cô biết chú Minh lâu chưa cô? Không, bị lần đầu tiên cô mới nhận phiếu là lần đầu tiên ở đây thôi. Bởi vì cô chỉ biết là ổng đi lên, cô bán vé số trên cây xăng cái lơn á, là ổng đi lên đã gặp ổng hoài thôi, chỉ biết biết ảnh vậy thôi chứ chưa biết ảnh tài trợ cho gạo. Nay ảnh chạy lên ảnh nói bà lấy phiếu không, nói dạ anh Minh anh cho phiếu hả, cho em phiếu đi em mừng lắm. Cái ông nói rồi thứ hai nha, đi chủ nhật nha, 2 giờ nha, nhớ đi nha. Em nói dạ để thứ hai em đi chứ, rồi giá nào em cũng đi hết, không có từ chối. Dạ, cô giờ bà cô bán về bằng gì? Có người chở đó, nãy mẹ nó nói để cho bà nó ngồi xuống nghỉ tí. Ngồi xuống đi con. Chào cô ạ, cho con hỏi cô ở đâu ạ? Cô ở bên phường Đông Hòa, con ở phòng trọ. Dạ. 19/4. Dạ. Ở cái này 15 năm rồi. Dạ. Cô cho con hỏi là cái cơ duyên nào mà cô gặp mà chú Minh nè? Ngồi ngay góc bán cái số suốt luôn, gặp là anh em nhiều khi chiều cái mỗi lần mà ế với số là chú Minh chở đi trả. Dạ. Về thôi, biết ổng cũng nay cũng gần 3 năm có rồi. Dạ. Đó mà theo như bán ngồi chủ ở đây là gần 2 năm có rồi. Bắt đầu anh em cứ hả mỗi chiều vậy anh Minh ơi em ấy số quá anh làm ơn chở cái đi trả. Có bữa hai anh em chạy thất hồ luôn. Trời mưa tầm tá ổng chở đi trả số. Vậy thôi biết ảnh vậy thôi rồi bắt đầu anh mới hỏi sao anh cho cái phiếu lãnh quà gạo nhiều khi muốn nhận nữa. Thấy ảnh cũng đây nè giá xe miễn phí rồi chở sinh viên đi gom phòng trọ mà miễn phí cái gì cũng làm hết thấy tội. Thấy anh từ thiện cái tâm cái tấm lòng anh cao cả quá. Đó. Rồi cái em mới hỏi là anh cho em phiếu lãnh quà. Nói thôi em thì xin chiếc đạp cho nhỏ gái đi học, cứ mỗi ngày chở nó đi xa quá. Đạp em thì nó xúc sơn riết là bể bi nữa đó, xe đạp đó. Rồi em mới thấy vậy thôi, anh kêu xuống cho nhỏ gái chiếc xe đạp để nó học, nay nó lên lớp 9 rồi. Mà cứ mỗi lần đi sáng đưa đi, nhiều khi với số về dễ ế nữa. Có thân tiện, nó chạy, chị khỏi phải đưa rước. Đó. Nghe là cô có một đứa con gái đó, nó đứng bển nó nhỏ ra nhận xe đạp ổng cho chiếc xe đạp sinh viên đi học học trường gần đây luôn rồi. Trường trung học Đông Hòa ở bên chỗ hội trường á. Dạ. cũng xã nhà luôn đó. Chị thì đi bán số nay gần 10 năm có rồi. À, từ đây về phòng trọ có xa không con? Phòng trọ chị hả? Cũng gần, chạy đây qua bển cũng cỡ 3 cây số. Đi đánh cái bọc đây qua. Vậy có là... thằng trai 20+ mà nó có làm gì đâu, nó bệnh cơ cơ từ ngày mà nó bị đi làm xưởng gỗ á. Rồi chứ nó lên cây cái bị cây bá nó tới giờ cái nó cực khờ, muốn làm muốn nghỉ nó có mần. Nhưng mà giờ hiện tại ở nhà hay là ở nhà chung với chị luôn. Đó nhiều nó về chung cô nó là ở khi đi về vậy đó. Trời đông quá. Chị gì nuôi nhỏ này đang học lớp 8 rồi. Đó trước đứng trước mà giờ thành đứng sau rồi. Cô cho con mượn cái tờ phiếu con xem thử này chú Minh. Phiếu này chú Minh đưa phiếu vậy nè. Cũng không hiểu gì đó, vậy lãnh quà cũng dài vậy thôi. Phiếu khách quà. Tư phiếu không. À, con cảm ơn những lời chia sẻ của con nhé. Cảm ơn. Đi tới đi. Lên đi trai, chứ không phải là giàu có gì lần đầu tiên trai. Khổ lắm chú, có một mình thôi, cho mẹ không có. Cố gắng là vậy, cố gắng cái gì mà có thể vượt qua. Mệt đó chú ơi. À, đây mọi người, trước mặt mọi người đây chính là cái căn lều mà chú Minh hàng đêm ở đây.
thì nhà này thì bữa trước Tết quý vị thì cũng bị phóng hỏa, nhưng mà hôm nay thì bên đội SOS Dị An cũng đã làm lại cho chú một cái căn lều mới. Thì ban ngày thì chú ra chỗ ngã tư Hải Quốc Phòng để vá xe miễn phí, sửa xe cho sinh viên. Thì hàng đêm thì chú về đây để ngủ. Đây quý vị, thì phía bên cạnh đây có một cái bàn thờ. Nhưng mà bàn thờ thì chú thờ cho ai thì mình cũng không được rõ. Có cái cây rất là to. Cây này cây gì em biết không em? Sau cái căn lều các bạn, sau căn lều thì phía sau nên là cũng một cái khu rừng rất là rộng. Thì ở nơi đây thì thấy chỉ có một cái căn lều của chúng mình ở đây thôi. Về đây mà chắc là vắng vẻ lắm. Đây là những hình ảnh phía sau lưng của căn lều các bạn. Xung quanh là toàn là cây keo. Ở trong cái căn lều thì chỉ có duy nhất một cái chiếc giường.